also competed in the UFC. Let's take a look at his impressive achievement. BXC flyweight champion, MMA, BBF featherweight champion boxing, the third homegrown Filipino in the UFC flyweight division, MMA. Ngoài là một võ sĩ với khả năng chiến đấu thượng thừa trong cả MMA và boxing, thì chúng tôi muốn nhấn mạnh tới thành tích của cỗ máy knockout với 6 trận thắng knockout đáng nể của Junior Losa. Và bây giờ, đối đầu với thử thách của kẻ hủy diệt là một võ sĩ của Việt Nam, Nguyễn Văn Đường. Here's Nguyễn Văn Đường, 1m69 tall and weighs 57 kilograms. One of the most promising and exciting boxers in Vietnam, Đường is a dynamic puncher and has boxing skills to match with 3-time Vietnam national champion, 3-time Vietnam national youth champion. Tôi, Nguyễn Văn Đường, võ sĩ của VSV, tôi sẽ quyết tâm chiến thắng ở giải đấu lần này. And now, please welcome Nguyễn Văn Đường! Và thưa quý vị, điều khiển cho năm nay là trọng tài chính Trương Thanh Hồng. Các giám định gồm có giám định 1 Nguyễn Văn Hiếu, giám định 2 ông Thành Phương và giám định 3 ông Phạm Văn Hảo. Trận đấu thứ 11 trong Victorious ngày hôm nay giữa hai tay găng Nguyễn Văn Đường của Việt Nam và đối thủ của anh là một tay găng đến từ Philippines, Janel Lausa, một đối thủ vô cùng đáng gờm. Nguyễn Văn Đường là một võ sĩ đang lên, có thể nói là một ngôi sao đương đại của boxing Việt Nam với 3 lần vô địch quốc gia và đồng thời lại còn 3 huy chương vàng cho giải trẻ quốc gia. Anh là một trong những nhân tố được coi là hứa hẹn nhất cho boxing Việt Nam trong thời gian sắp tới. Nhưng mà đừng quên rằng Johnny Losa từng vô địch PPF Junior hạng lông dành cho lứa tuổi trẻ. Và chắc chắn Nguyễn Văn Đường sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận so găng này. Nhưng vừa rồi thì Nguyễn Văn Đường đã có một tổ hợp đòn rất chất lượng. Với đánh giá cá nhân của đội ngũ bình luận viên thì chúng tôi cho rằng đây là sẽ là một trong những thử thách lớn nhất trên sự nghiệp boxing chuyên nghiệp của Nguyễn Văn Đường. Đối thủ của anh Janel Losa là một tên tuổi rất sừng sỏ, sở hữu bộ kỹ năng cực kỳ đa dạng và một sức đấm hủy diệt. Vâng, phải kể đến nữa là khả năng thăng bằng của Janel Losa là rất tốt và vô cùng linh hoạt. Rồi là một cú vòng phải nhưng không chính xác của Janel Losa. Nguyễn Văn Đường đang tìm kiếm những kẽ hở để có thể thực hiện tấn công hiệu quả. Có thể thấy là Janel Losa đang di chuyển và bắt đầu với trận đấu một cách tương đối thoải mái. Trong trận đấu này thì Nguyễn Văn Đường có sự lợi thế về tuổi trẻ. Nguyễn Văn Đường năm nay mới 23 tuổi, trong khi đó thì Janel Losa đã 31 tuổi rồi. Tuy nhiên, với độ tuổi 31 thì Janel Losa hiển nhiên có một bề dày kinh nghiệm hơn hẳn so với Nguyễn Văn Đường. Đấy là còn chưa kể. Chưa kể là Nguyễn Văn Đường còn có Janel Losa còn có thành tích thi đấu cả ở nội dung MMA, tức là võ tổng hợp. Nguyễn Văn Đường đang muốn sử dụng những cú chọc của mình. Những cú vòng phải liên tiếp của Nguyễn Văn Đường, nhưng dường như Janel Losa vẫn đang làm chủ được tình hình. Janel Losa đã phòng thủ những đòn đấm vừa rồi của Nguyễn Văn Đường khá hiệu quả và anh ra hiệu cho võ sĩ Nguyễn Văn Đường rằng là có thể tiếp tục đấm nữa cũng không sao. Những cú chọc trái của Janel Losa, cú đo khoảng cách bằng tay trái chính xác hơn.
Chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng là Genelosa đang có những cử chỉ mang một chút khiêu khích đối với Nguyễn Văn Đường. Anh đứng ở rìa đài và ra hiệu rằng là hãy đến đây. Vừa rồi thì Nguyễn Văn Đường cũng đã thể hiện sự tự tin của mình sau một tình huống áp sát. Chỉ còn chưa đến 20 giây trong hiệp đấu đầu tiên. Cả hai võ sĩ vẫn chưa có một tình huống nào thật sự quyết liệt. Vừa rồi dường như là một tình huống vòng chính xác nhưng có vẻ thiếu một chút lực của Nguyễn Văn Đường. Một tình huống rất đáng tiếc. Vừa rồi là một tình huống trượt chân ngã của Jenen. Và như vậy là tiếng kèn kết thúc round đầu tiên đã vang lên. Một round đấu theo tôi đầy tính chất thăm dò của cả hai tay găng, thưa anh Hoài Nam. Với bề dày kinh nghiệm về thi đấu của mình, đặc biệt là đã từng thi đấu ở cả MMA, bao gồm cả những đòn đá và vật, thì có vẻ như Genelosa khá là tự tin về sức phòng thủ và chống chịu của mình trước những tổ hợp đòn tay đến từ võ sĩ Nguyễn Văn Đường. Bằng chứng là anh có vẻ mặt cực kỳ thoải mái và luôn luôn nở những nụ cười rất tự tin trên suốt quá trình thi đấu hiệp 1 của mình. Rồi chúng ta có thấy rằng kỹ năng phòng ngự của Lao Sa là rất tốt. Anh dường như biết trước được đối thủ của mình sẽ làm gì, sẽ đấm vào đâu. Vâng, vừa rồi chúng ta có thể thấy là Genelosa đã có một cú thẳng phải rất hiệu quả, bắt thời điểm cực kỳ tốt. Đây cũng là một cú vòng trái cũng chất lượng không kém của tay găng người Việt Nam Nguyễn Văn Đường. Có năng lượng và tỉnh táo tức thì. Đúng như dự đoán thì đây có lẽ sẽ là thử thách lớn nhất của Nguyễn Văn Đường trên con đường sự nghiệp boxing của anh. Một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ đến từ Philippines, cường quốc boxing thế giới. Vâng, trước trận đấu này thì Nguyễn Văn Đường cũng đã có cho mình một trận đấu chuyên nghiệp, và đó rất may, rất hay là một chiến thắng dành cho tay găng người Việt Nam. Và chúng ta cùng đến với những diễn biến ở round đấu thứ hai. Ở round đấu thứ hai này thì có lẽ cả hai tay găng đã chủ động tấn công hơn so với round đầu tiên. Không còn sự thăm dò nữa rồi. Phân tích qua một chút về lối đánh của võ sĩ Nguyễn Văn Đường thì anh là một võ sĩ có tay trước khá là linh hoạt với cả những đòn chập trái và móc trái, đồng thời là khả năng phản đòn rất tốt. Tay sau có thời điểm đánh và cự ly đánh rất bất ngờ. Sức công phá cũng không hề yếu một chút nào. Những giây phút vừa qua của round đấu thứ hai thì Nguyễn Văn Đường đã sử dụng những cú chọc trái của mình nhiều hơn. Với một võ sĩ có sức phòng thủ phải nói rất tốt như Genelosa thì chúng tôi nghĩ rằng là Nguyễn Văn Đường sẽ phải tìm được những thời cơ tốt hơn và những tổ hợp đòn mạnh hơn nữa. Vâng, vừa rồi là một cú đấm vòng rất mạnh đến từ Genelosa khiến cho Nguyễn Văn Đường dường như bị choáng rồi và anh đã phải ngay lập tức lùi ra giữa đài. Chính xác, đó là một tình huống phản công đầy hiệu quả của Genelosa khi mà bị dồn với góc đài. Chỉ một cú đấm đã ép cho Nguyễn Văn Đường phải bật lùi ra. Điều này lý giải cho cái tên kẻ hủy diệt của võ sĩ đến từ Philippines. Rõ ràng Genelosa đang thể hiện một trình độ và một kinh nghiệm rất dày dặn của mình. Và chắc chắn là sau tiếng vừa rồi, Nguyễn Văn Đường cần phải thi đấu một cách cảnh giác hơn. Và vừa rồi là một cú thẳng phải tuyệt vời của Genelosa. Các kỹ thuật mà Genelosa đang thể hiện ở trong trận đấu này đó là anh phòng thủ chủ động rất tốt, chủ động bò đỡ những tình huống tấn công của Nguyễn Văn Đường, và sau đó anh sẽ tìm kiếm những cơ hội phòng thủ phản công. Cách đánh của Nguyễn Văn Đường dường như đang bị dẫn dụ vào lối đánh của đối thủ khi anh rất chủ động tấn công. Tuy nhiên những đòn tấn công của anh thì đạt được mức độ hiệu quả chưa hề cao. Một tình huống móc sườn tương đối có sức nặng của Nguyễn Văn Đường. Nhìn thấy nụ cười vừa nở ra trên khuôn mặt của Genelosa thì có vẻ như anh vẫn đang muốn nói với đối thủ rằng là đòn đánh của Nguyễn Văn Đường vẫn chưa thực sự thấm tháp gì. Đó là một nụ cười đầy tính thách thức của tay găng đến từ Philippines, thưa anh Hoài Nam. Lách né rất tốt đến từ Genelosa và anh đang ép sân. Những tình huống đánh không trúng đích như vừa rồi của Nguyễn Văn Đường là những tình huống vô cùng tốn thể lực. Ban huấn luyện đội Philippines đang có những màn cổ vũ rất mạnh mẽ. Vâng, vừa rồi sau một đòn trúng đích của Nguyễn Văn Đường thì cả khán đài của bên Việt Nam đã ồ lên cổ vũ. Genelosa, anh không hề có những tình huống vội vã tấn công, mặc dù anh có những lúc anh chiếm thế chủ động. Và anh vẫn đặt rất cao những tình huống phòng ngự của mình. Và vừa rồi tiếng kèn kết thúc vào đấu thứ hai đã vang lên.
Ở những tình huống cuối cùng của hiệp 2 vừa rồi, chúng ta có thể thấy là Genelosa đã bắt đầu nghiêm túc và cố gắng tìm kiếm những tình huống tấn công quyết định hơn. Tuy nhiên thì Nguyễn Văn Đương vẫn đang chủ động di chuyển khá tốt và chưa tạo cho anh một cơ hội nào thực sự quá sâu để có thể khoan thủng cái hàng rào phòng thủ này. Chúng ta sau trận đấu giữa Genelosa và Nguyễn Văn Đương sẽ là trận đấu được mong đợi nhất trong ngày hôm nay, đó chính là trận tranh đài WBA hạng siêu trung ở khu vực Đông Á giữa hai tay găng Trương Đình Hoàng của Việt Nam và tay găng vô địch Hàn Quốc Lee Gi-hun. Xem lại những pha tua chậm của hiệp đấu thứ nhất, chúng ta có thể thấy rằng là võ sĩ Genelosa đến từ Philippines đang có những pha bò đỡ rất tốt, ép cho Nguyễn Văn Đương phải ra đòn nhiều hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ hiệu quả của những đòn đánh này không quá cao. Đây sẽ là một chiến thuật bào mòn về thể lực rất hiệu quả cho đối thủ của Philippines. Khi mà về những hiệp cuối, có thể là đôi tay của Nguyễn Văn Đương sẽ đạt không được hiệu quả như những hiệp đấu đầu tiên nữa. Ngay những giây đấu đầu tiên của hiệp đấu thứ 3 thì Lao Sa đã ép Nguyễn Văn Đương vào dây đài rồi. Tốc độ của những cú đấm đã nhanh hơn rất nhiều ở round đấu thứ 3 này. Có vẻ như khi cố gắng tấn công thì đồng thời Genelosa cũng đã hở ra một số những điểm yếu trong phòng thủ của mình, và Nguyễn Văn Đương đã khai thác rất tốt những điểm yếu đó, bằng chứng là anh đã phản công được rất hiệu quả. Có một chút bất ngờ đến từ chiến thuật của Genelosa ở hiệp tiêu thứ 3 này. Không thấy một hình bóng của một tay găng thi đấu cẩn thận phòng ngự nữa mà anh đã chủ động tấn công dồn dập đối thủ của mình. Vừa rồi là một pha thẳng phải rất tuyệt vời đến từ Genelosa. Có vẻ như là sau hai hiệp đấu anh cảm thấy đã bào mòn được sức của đối thủ tương đối đủ, và bây giờ anh sẽ nắm quyền chủ động tấn công. Nhưng mà Nguyễn Văn Đương đang tỏ ra là Genelosa đã nhầm, anh vẫn còn rất nhiều thể lực và dồi dào. Vừa rồi là một pha trao đổi đòn rất chính xác từ cả hai bên. Một tình huống chọc trái nhưng rất đáng tiếc đã đi không trúng đích của Nguyễn Văn Đường. Liên tiếp là những tình huống móc của Genelosa. Một cú chọc trái rất chất lượng và chính xác của Nguyễn Văn Đường. Liên tục là những cú tay trái rất hiệu quả, giữ cho Genelosa hoàn toàn ở đúng khoảng cách tối ưu. Có thể thấy là Nguyễn Văn Đương đã tìm lại được cảm giác tốt hơn cho hiệp đấu thứ 3 này. Vâng, sau tình huống vừa rồi chúng ta có thể thấy là Nguyễn Văn Đương đang nắm giữ thời điểm ra đòn và khoảng cách rất tốt. Anh chủ động tấn công đối thủ và khi đối thủ phản công thì anh đã kịp lách ra, khiến cho những đòn đấm của Genelosa chỉ bay vào không khí. Một cú móc trái rất mạnh, tuy nhiên cũng không thể vượt qua được tay chắn của Genelosa. Võ sĩ người Philippines tỏ ra là anh đang có những pha ra đòn thiếu cẩn thận hơn, và đồng thời anh cũng bị đánh trượt hơn khá là nhiều. Vâng, vừa rồi lại cùng cú vòng trái đi vào không khí. Tôi có cảm giác là càng thi đấu ở round đấu thứ 3 này thì Genelosa càng để lộ nhiều sơ hở, thưa anh Hoài Nam. Có lẽ như những chiến thuật được đề ra ban đầu của Genelosa chưa thực sự hiệu quả, và anh cũng hơi tự tin một chút thái quá về trình độ của mình trước đối thủ đến từ Việt Nam. Chính vì thế, sau khi đã đến thời điểm này của trận đấu mà vẫn chưa kết thúc được thì anh có một chút nôn nóng, và điều này đang thể hiện rất rõ trong lối đánh của anh đối với đối thủ Nguyễn Văn Đương. Rất nhiều đòn trượt được tung ra. Và vừa rồi đã có một tình ôm ghi và hai tay găng đều ngã ở trên mặt sân. Và mong rằng là Nguyễn Văn Đương có thể tận dụng được sự nóng vội này của Genelosa và để mang về chiến thắng chung cuộc cho tay găng trẻ tuổi người Việt Nam. Vậy là kèn đấu đã vang lên kết thúc hiệp đấu thứ 3, và chúng tôi nghĩ rằng là ở hiệp đấu này thì Nguyễn Văn Đương đã làm rất tốt việc của mình. Anh đã lấy lại được những lợi thế từ hai hiệp đấu đầu tiên của Genelosa, và nếu cái đà chiến thắng này vẫn tiếp tục ở hiệp đấu thứ 4 thì chúng tôi hoàn toàn có thể hy vọng ở một chiến thắng cho võ sĩ.
và sau đấy là một quả thẳng phải rất tốt của Nguyễn Văn Đường. Và một cú vòng đến nỗi mà xoay hẳn cả bộ mặt của Genelosa. Tuy nhiên sức chống chịu của anh rất tốt cho nên anh vẫn tỉnh táo để phản đòn tiếp theo. Chúng ta có thấy được rằng tay đấm người Philippines có những tình huống né đòn rất linh hoạt. Và chúng ta cùng đến với những diễn biến ở hiệp đấu thứ tư, hiệp đấu cuối cùng của trận đấu thứ 11 của Victorious lần này. Genelosa đang tìm cách ép đài và đưa Nguyễn Văn Đương vào vị trí chết. Tuy nhiên thì anh chưa hoàn toàn thực hiện được điều này bởi vì Nguyễn Văn Đương vẫn đang có những bước di chuyển rất tốt, đồng thời liên tục phản công. Vẫn là một phong thái thi đấu tương đối vội vã đến từ tay gắng 31 tuổi Genelosa. Nôn nóng là một điều hoàn toàn không nên trong thể thao đối kháng. Và điều này hoàn toàn cũng áp dụng trong boxing. Tôi nghĩ rằng là Genelosa nếu như anh vẫn tiếp tục có những áp dụng về chiến thuật tốt như ở hai hiệp đấu đầu tiên thì có lẽ là những màn trình diễn về trận đấu của anh đã tốt hơn ở trong hai hiệp đấu tiếp theo. Tuy nhiên có một chút nôn nóng trong lối đánh của Genelosa được bộc lộ rõ ở hiệp 3 và bây giờ cũng là hiệp 4 thì Nguyễn Văn Đương đang khai thác rất tốt những điều này. Đã có một chút trượt chân đến từ Genelosa và trận đấu được tiếp tục. Mặc dù là người chủ động tấn công, tuy nhiên thì có vẻ như ở round thứ 4 này thì người phải chịu đòn nhiều hơn lại là tay đấm đến từ Philippines. Nguyễn Văn Đường đã có những pha kiểm soát thăng bằng và ôm đè rất tốt trong những tình huống vừa rồi. Đó là một cú vòng trái chất lượng của Nguyễn Văn Đường. Rất nôn nóng, chúng tôi có thể quan sát thấy rằng là Genelosa đang có những cử chỉ rất nôn nóng, đồng thời có một chút gì đó coi thường đối thủ, mặc dù Nguyễn Văn Đường đang làm việc tốt hơn anh rất nhiều. Lần thứ hai trong round thứ tư, Genelosa đã bị trượt chân ngã. Chỉ còn khoảng một phút ở hiệp đấu cuối cùng của trận đấu giữa Nguyễn Văn Đương và Genelosa và cho đến thời điểm này thì chúng tôi thấy là Nguyễn Văn Đương đang làm rất tốt. Anh liên tục có những đòn đánh chính xác và rất bình tĩnh. Và vừa rồi là một tình huống chọc trái chính xác của Nguyễn Văn Đương. Có vẻ như càng tỏ ra nôn nóng từ Genelosa càng bất lợi từ anh Hoài Nam. Một đòn đánh tuyệt vời đến từ Nguyễn Văn Đương. Một cú phản đòn bằng tay phải tuyệt vời khiến cho Genelosa choáng váng phải ngã xuống sàn. Tôi hoàn toàn nghĩ rằng đây là một tình huống knockdown, tuy nhiên có vẻ như trọng tài đã không cho rằng như vậy. Tuy nhiên thì những lợi thế của Nguyễn Văn Đương thể hiện được trong hiệp đấu vừa rồi là không thể bàn cãi. Và cũng rất là rõ ràng từ anh Hoài Nam. Trước khi trận đấu diễn ra thì chúng tôi đã cho rằng là có thể Genelosa là một đối thủ quá khó so với Nguyễn Văn Đương. Nhưng mà những gì mà Nguyễn Văn Đương đang thể hiện ở đây thì có lẽ là anh đã bước lên một đẳng cấp mới rồi. Rất có thể là Genelosa phải trả giá cho những thái độ khinh thường đối thủ của mình. Và như vậy là tiếng kèn báo hiệu kết thúc round thứ tư được vang lên. Chúng ta thấy được sự tự tin đến từ Nguyễn Văn Đương. Một sự tự tin rất tuyệt vời, một màn trình diễn phải nói là vô tiền khoáng hậu. Sự bình tĩnh, kỹ thuật đẳng cấp, điều chỉnh chiến thuật, bước chân uyển chuyển là những gì chúng ta có thể thấy ở Nguyễn Văn Đương. Genelosa, một đối thủ sừng sỏ đến từ Philippines nhưng cũng không thể hiện được gì nhiều trước Nguyễn Văn Đương của Việt Nam. Nguyễn Văn Đương phải nói là trong trận đấu vừa rồi thì anh thi đấu càng hay và càng chất lượng ở những cú đấm của mình, thưa anh Nam. Có vẻ như cả hai võ sĩ đang chờ đợi kết quả đến từ ban trọng tài. Võ sĩ Genelosa của Philippines vẫn tỏ ra rất tự tin, nhưng mà dưới cương vị cá nhân thì tôi cho rằng là đây là một chiến thắng gần như chắc chắn dành cho võ sĩ đến từ Việt Nam Nguyễn Văn Đương. Quý vị thân mến, đây là một trận đấu rất nhiều cảm xúc và suýt chút nữa chúng ta đã chứng kiến một trận knockout theo đúng nghĩa. Và thưa quý vị, đây là một trong những trận đấu được đánh giá rất cao. Nhưng điểm nhấn của chúng ta vẫn còn ở phía trước. Ngày hôm nay, các võ sĩ đã cố gắng hết sức mình để cống hiến.
kỹ năng chiến đấu, bản lĩnh của một võ sĩ, và hơn hết đó là một màn trình diễn mãn nhãn tới những khán giả tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ngày hôm nay. Và bây giờ chắc chắn rất nhiều quý vị khán giả cũng đang đoán xem chiến thắng thuộc về võ sĩ nào. Tuy nhiên với boxing chuyên nghiệp, các trọng tài sẽ có những tiêu chí rất cụ thể và cần phải có một con mắt tinh anh để nhận diện ra từng tiêu chí, từng điểm số dành cho các võ sĩ tham dự. Và bây giờ, với bảng điểm mà chúng tôi đang có trong tay, nó gọi tên người chiến thắng. Người chiến thắng trong trận đấu này đó là võ sĩ Nguyễn Văn Đường!